Alo, chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh Kèo Bóng Vân Khánh. Thì đây sẽ là video thứ ba mình lên cho anh em. Một trận đấu sớm vào lúc 2:30 chiều mai, tức 14:30 chiều mai. Thì trận đấu này nó cũng diễn ra ở vòng bảng lượt trận thứ hai thuộc World Cup nữ 2023. Và trận đấu này diễn ra ở bảng C, bảng đấu có Nhật Bản và Costa Rica. Trận đấu giữa Tây Ban Nha gặp Zambia. Thì như anh em biết rồi, ở trận đấu ra quân thì với những anh em đầu tư trên cộng tài thì đều ra Trường Sa ngắm bình minh hoàng hôn hết anh em nhá. Thực sự là trận đấu đó thì mình cũng cho tài và cho Tây Ban Nha. Thì ăn được cái Tây Ban Nha hiệp 1 nhưng mà và cái Tây Ban Nha nói chung là ăn được cả tài cả Tây Ban Nha hiệp 1. Còn với những anh em nào dung cố hoặc những anh em nào đi tài 4 như mình đưa cho anh em kèo ở chấp 4 hòa và tài 4 thì đều được ra đảo hàng Trường Sa hết anh em nhá. Nói chung là trận đấu đó thì với những anh em ở trên nhóm của mình đều không thua nhưng mà cũng không được ăn. Cái lúc mà nó lỗ 3-0 thì kèo nó đẩy lên tới 6.75 cơ. Nhưng không ai ngờ là nó đứng nguyên cho đến hết trận đấu luôn. Thì ở trận đấu vào chiều mai thì nữ Tây Ban Nha sẽ gặp nữ Zambia, đội bóng vừa để thua đội tuyển nữ những cô gái lùn của Nhật Bản với tỷ số 0-5. 0-5 anh em nhé. Và ở trận đấu này thì đội tuyển nữ Tây Ban Nha sẽ ra sân với sơ đồ 4-2-3-1. Còn đội tuyển nữ Zambia sẽ ra sân với sơ đồ 4-1-4-1. Nói chung là với cái sơ đồ 4-1-4-1 này thì mình nghĩ là khả năng cao đội tuyển nữ Zambia sẽ đổ bê tông anh em ạ. Bê tông họ sẽ đổ bê tông mà chắc chắn là mắc cao nên là sẽ rất là chặt chẽ anh em nhé. Và với cái thể lực của những cô gái châu Phi thì mình nghĩ là các cô phải vật được trâu được bò, còn với các chị em phụ nữ Nhật Bản thì chắc là gọi là chỉ truyền kỹ thuật thôi. Nói chung là chiến thắng ở trận đấu này thì mình nghĩ vẫn dành cho các cô gái Nhật Bản thôi, nó cũng không thoát khỏi tầm tay các cô đâu. Cho nên là anh em mà đầu tư ở trận đấu này thì mình nghĩ rằng là anh em nên chờ một chút với kèo tài. Còn với cái kèo mà kèo 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 chấp thì anh em có thể vào luôn cho mình được anh em nhé. Và trận đấu này thì như mình thấy bên phía đội tuyển nữ Zambia thì họ sẽ thiếu vắng Musonda, cầu thủ bị thẻ đỏ trận đấu trước anh em nhé. Và anh em như anh em biết rồi thì hiện tại ở cái bảng C này thì đội tuyển nữ Nhật Bản đang giành ở vị trí số 1 với 3 điểm sau khi có được 5 bàn thắng vào lưới của Costa Rica. Lưới xin lỗi anh em, vào lưới của Zambia. Còn với đội tuyển nữ Tây Ban Nha thì họ đang đứng vị trí thứ hai. Nói chung là với cái vị trí nhất nhì bảng này thì mình nghĩ là nó sẽ thay đổi sau trận đấu cuối cùng giữa khi nữ Nhật Bản gặp nữ Tây Ban Nha. Khi đó mình nghĩ rằng các cô gái Tây Ban Nha với sức khỏe cũng như là chiều cao tầm vóc thì họ sẽ đè bẹp cũng như là cái lối chơi kỹ thuật của các cô gái Tây Ban Nha anh em nhé. Thì sẽ đè bẹp được những cô gái đến từ đất nước mặt trời mọc. Về cái phong độ gần đây thì như anh em thấy là nữ Tây Ban Nha ở 10 trận đấu đã qua thì họ chỉ để thua đúng một trận trước đội tuyển nữ Australia với tỷ số 2-3. Có lẽ rằng ở trận thua này thì các chị em phụ nữ kiểu mới xa chồng xa con nên là vẫn chưa khỏe mạnh lại nên là mới thua anh em ạ. Và anh em nhớ rằng cho mình là 5 trận đấu gần nhất nữ Tây Ban Nha giành chiến thắng hoàn toàn nhá. Họ có chiến thắng cực kỳ đậm trước nữ Costa Rica với tỷ số 3-0 và đặc biệt trước các chị em phụ nữ Việt Nam với tỷ số 9-0. Trước nữ Đan Mạch với tỷ số 2-0 và trước nữ Panama với tỷ số 7-0. Và thắng trước nữ Trung Quốc 3-0. Đó là một điều mà chiến thắng với nữ Tây Ban Nha ở trận đấu này là không phải bàn cãi anh em nhé. Còn với đội tuyển nữ Zambia thì như anh em thấy ở đây sau trận thua Nhật Bản thì thực tế rằng những trận giao hữu trước thềm mùa giải họ cũng khá là nói chung họ cũng tạo được khá nhiều bất ngờ khi họ hòa trước Thụy Sĩ và thắng được Đức. Hòa trước Thụy Sĩ lại thắng được Đức mới kinh như vậy, nhưng mà không ngờ chị em phụ nữ Zambia lại vỡ trận khi gặp Nhật Bản nhanh vậy. Và trận này mình cho Zambia cộng xỉu thì xỉu cả trận là ra đảo, còn xỉu hiệp 1 thì ăn được rửa tiền anh em nhé. Về thành tích đối đầu giữa hai đội tuyển này thì mình thấy là họ chưa từng gặp nhau anh em ạ.
Và trận đấu này thì như anh em thấy với con số thống kê là đội tuyển Tây Ban Nha 8 trên 9 trận đấu gần nhất họ có trên 2,5 bàn một trận. Đội tuyển nữ Zambia cũng vậy, 7 trên 8 trận đấu vừa qua thì họ cũng để trận đấu của họ cũng có từ 2,5 bàn thắng trở lên. Điều đó cho thấy là hiệu suất ghi bàn rất là cao. Với đội tuyển Zambia thì mình không đánh giá cao của họ về gọi là mặt phòng thủ anh em nhé. Gần như là trận đấu nào họ cũng để thủng lưới rất là nhiều. Trừ một trận đấu mà họ thắng được Tanzania với tỷ số 1-0. Cho nên trận đấu này thì khả năng cửa tài nó vẫn sẽ đổ ra thôi. Nhưng mà mình vẫn đang nghi nghi là liệu Tây Ban Nha nó có bung hết sức nó đá không? Hay là nó để nó gặp Nhật Bản hoặc để nó xem là vòng 1-8 nó sẽ gặp đội tuyển nào anh em nhé. Rồi tiếp theo thì anh em hãy cùng mình đi tới cái mức kèo hiện tại. Hiện tại thì đang là kèo nữ Tây Ban Nha chấp 4.25 và tài xỉu là 5 hòa cả trận, tài xỉu hiệp 1 1.75. Tài xỉu hiệp 1 là 2 hòa anh em nhé. Hiệp 1 2 hòa. Và kèo Tây Ban Nha chấp 1.75 ăn có 74 thôi anh em, bỏ đủ ăn 74. Và anh em đi xỉu sẽ bỏ 94 ăn đủ nhá. Tài hiệp 1 là 2 hòa bằng 4 nó tài cả trận mấy trận đấu chiều nay anh em ạ. Ảo mà thật. Nói chung là trận đấu này thì mình nghĩ là anh em nên vào kèo Tây Ban Nha chấp 1.75 HT thôi thì anh em đợi ăn đủ hãy vào. Kèo tài 2 hòa này thì có lẽ đợi nó xuống thôi nhá. Nếu có 15 phút thì anh em vụt chơi cho mình, vụt nhẹ để xem cho nó thích nhá. Như vậy là mình chốt kèo cho anh em ở trận đấu này mình nghĩ là đi xỉu 5 hòa này. Hiệp 1 tài xỉu 2 hòa thì không nên đầu tư nhưng đi cả trận là nên đi xỉu 5 hòa nhá. Cùng lắm trận này thì cũng lại như trận nữ Nhật Bản thắng 5-0 thôi. Mình nghĩ là như vậy nhá. Đầu tư nhẹ nhàng văn nghệ thôi anh em ạ. Những trận đấu nữ này thực sự là kèo nó ảo, rất ảo luôn nhá. Rồi video của mình đến đây xin được tạm dừng. Thì với những anh em nào cần một nhóm chơi uy tín, một trang chơi rút nạp nhanh gọn, một ngày được rút nạp nhiều lần và một trang rất nhiều mã kèo để chơi thì anh em cứ liên hệ với mình qua Zalo hoặc TN đang chạy trên màn hình. Thì mình sẽ đưa anh em vào nhóm để giao lưu học hỏi kinh nghiệm cũng như là có một trang chơi rút nạp uy tín nhá. Rồi video của mình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại.